Chuối này là ngon quá, để bẻ xuống ăn bún ngon lắm ạ. Nằm dính luôn trên hàng rào luôn. Rồi, nó chuối này ngon quá không? Bây giờ muốn chảy ghê luôn. Rồi, bây giờ đi vô. Ở đây đi, sẽ thêm bắp nữa. Nãy bắp chuối xiêm, bây giờ tới bắp chuối sáp. Được hai bắp rồi, nhìn thức rồi, đủ quá rồi. Đủ quá. Đây ba vô à. Thấy mới lấy màu gai này nữa. Anh. Vậy mà cũng nhiều quá nè, hái mớ đi anh. Vậy em thử đi, để em nấu bún. Hôm nay nấu bún mình nấu cái món bún thái. Ừ. Để màu gai vô thơm. Ừ. Bứt lấy cái non thôi. Em để cái gỗ đây đi. Lấy cái non. Ngò này của mình nó mọc tự nhiên nhìn nó thơm. Ở chợ người ta bán ngò nó mới dài lắm mà sao cái mùi nó không bằng ngò mà để phân nhiều, chắc người ta lấy cái nào tự nhiên thì nó ngon, nó mau á, nên ta thấy là ham cái cây. Trời, qua nó để ba cái dây để nó uống, nó uống cây mai, nó làm kiểu tạo hình tạo dáng vậy đó. Ừ, thế vậy mà cũng nhiều quá nè. Chơi. Bức tại nó. Cái này nó còn lớn nữa. Nè. Lụm cọng gác hả? Ờ, lụm cọng gác kìa. Chút rửa nước muối á. Rửa muối nó sạch lắm. Nó sạch đất, sạch đồ, có con này con kia cũng. Cái này nó vắn hơn cái ở phía trong này, nó con nó nhảy ra nè, nó nhảy ra cho nên nó còn nhỏ, nó còn vắn. Ta bắt ta bán ta cắt ngang rồi. Ngò này cũng dễ chậm á, nó rụng hộp, nó rụng hộp mà nó lên quá chừng luôn. Hôm trước nó thưa thưa không biết xỉu, trước có cái chậu trên đó lên. Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh quê nhà của mẹ của mình. Hôm nay mình nấu món bún thái hải sản nha cả nhà. Ở đây mình có chuẩn bị 1 kg thịt bò, 1 kg tôm, 2 kg mực, 2 kg nghêu. Ở đây mình có 1 miếng xương bò với gân bò để mình nấu nước lèo. Có cà, thơm, hành, sả, gừng, ghiền. Có rau muống, ngò gai, giá để chút mình ăn kèm với bún. Bắt nước để trụng xương này mình nấu nước lèo. Lấy xong rồi bắt nước lên để em trụng miếng xương đó, đặng mình nấu nước lèo. Rồi mình bắt xương lên. Nhập lại. Giờ mình lấy mực mình sắc. Mực này sắc khoanh tròn.
nước lên hơi. Rồi trong nước này mình cho sả vô, gừng vô, rồi cho vô nửa muỗng muối hột. Bây giờ mình lấy cục xương này mình trần qua nước sôi để nấu nè nước lèo. Rồi vắt ra. Rồi cái này còn mấy cái gân dụng này mình cũng trụng luôn để mình nấu nồi nước lèo cho nó ngọt. Bây giờ bắt son lên để mình bắt nước mình nấu nước súp. Đổ nước vô để mình nấu nước súp. Rồi giờ mình cắt thịt bò để một chút mình nấu bún. Đặt miếng thịt cho nó mềm. Nước nóng rồi. Rồi giờ mình lấy cục xương mình để vô nước. Có cục xương mình ninh cái nước cho nó ngọt. Để vô nấu luôn. Đây có lửa than rồi. Giờ sẽ cho củ hành vô nướng. Than vậy nè, nó rất là thơm. Được chi Trang, vàng chưa? Để chưa, mẹ mới để vô à. Để cho nó vàng nó thơm. Rồi, con xin cho chả liều luôn hả? Nó làm than mẹ nó mà con rửa lại. Ừ, rửa lại vậy cho nó để vô nó thơm. Ở đây mẹ đi lấy cái đồ mẹ vớt, bọt cái nồi nước nè. Dạ. Ninh cho nó ra cái nước súp nó mới ngon. Dạ. Rồi nó chín cái nè, nó bung cái vỏ ra luôn rồi nè. Mẹ, ngay bây giờ nó chóc cái vỏ ra rồi mẹ. Ừ. Không sao chứ, con mà nướng đi rồi rửa. Ừ. Nói cái này sạch chắc hỏi nào mẹ để cái lượt. Dạ. Cuối cùng thì nó cũng đã chín rồi. Bỏ ra gỗ đang đi rửa. Con lên để bắt nước luộc tôm. Mình cho nước dừa vào. Giờ trong nước mình cho vô 1/4 muỗng muối. Mình để sả vô. Nước này là mình làm nước này là vừa luộc tôm vừa luộc mực luôn, cho gừng vô. Giờ mình cho mực vô trong nước này mình luộc trước. Hai thứ, vừa luộc mực vừa luộc tôm luôn. Rồi giờ mình vớt mực ra. Qua thao nước đá cho mực nó giòn. Mình lấy tôm mình luộc luôn.
mấy cục nước đá. Rồi tôm nổi rồi, cũng chín rồi, mình vớt ra lên bọt quá rồi. Bây giờ đi vớt ra cái đi rồi hả, vớt bọt. Muốn đổ vào khay nước đá luôn. Bắt chảo lên để mình khử cà. Rồi cho mỡ vô. Hành tỏi bằm nhuyễn vô. Á cho hành tím vô. Này mình nấu bún Thái thì phải có mấy cái gia vị này. Nêm gia vị vô, mình cho vô 2 muỗng hạt nêm, cho vô 1 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, 1/4 muỗng muối. Rồi giờ mình cho cà hộp vô. Mình cho thêm tương ớt vô. Cho 2 muỗng dầu màu điều. Còn mình cho một chai sốt Thái vô. Trời ơi, sao nó mắc cái gì mà nó ra ít quá vậy nè. Mình để một ít thơm vô luôn. Rồi mình để củ hành trắng vô cho thơm nước. Rồi hết bọt luôn. Rồi bắt chảo lên để xào mấy con tôm. Rồi mình cho mỡ vô. Mình tỏi vô. Tỏi vàng rồi mình cho tôm vô. Chị Hai hấp bọt giùm em nha. Em xào mấy con tôm này cho nó thơm, nó săn, nó thấm gia vị lại nó ngon. Vậy chứ xào lại vậy cái con tôm nó đỏ ngon lắm. Em làm lỗi gì em cũng phải vậy à, em cũng phải thử lại à. À, nồi nước súp này mình cũng nêm luôn, cho vô một giá đường phèn, cho vô 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, để hạt nêm vô cái lên bọt. Mình nấu lẩu Thái xương bò cho nên nước nó không có được trong như cái xương heo. Giờ hai cô cháu lên bào chuối Ngọc ơi. Dạ. Úi giời, cầm được cái dao nữa chứ. Cái dao này nó hơi mỏng, khó bào thì chút. Nó chợt lên chợt xuống. Cái này cứng quá cô Hai ơi, chắc con lột ra bớt quá. Cái gì vừa con nhiều quá bỏ ủ. Dạ. Cái đó được rồi đó con. Dạ.
tiếp của hai. Bắp chuối nó dẻ. Giờ mình vớt cái thịt trong này ra. Mình vớt thịt xương ra. Gần nấu bún ngon quá. Rồi giờ mình đẩy nghiêu vô. Bún thái có nhiều, bún thái, bún thái hải sản. Rồi con nhiêu này nó vừa chín à, để mình coi coi vớt ra. Rồi nó hả miệng rồi. Rồi nó hả miệng là nó chín rồi, mình vớt ra. Gia vị nước sốt mình cho vô trong cái nồi nước lèo, nồi nước sốt. Giờ mình cho nước cốt me vô, cho nửa tô đi. Rồi mình lấy chả sắt luôn. Chả này là chả chiên. Mẹ ơi, xong hết chưa? Ủa mẹ, cái đó có gì vậy mẹ? Này chả chiên. Ăn cái này có chả chiên hả? Cái này bún mẹ nấu bún thái nè. Nấu bún thái để chả chiên cho mẹ. Còn cục này nữa nè mẹ. Cục đó để mẹ sắc lại nó hơi dày. Tô đủ rồi ha. Tô đủ rồi. Để đi qua nói cha con chuẩn bị ăn luôn hả mẹ? Ừ. Nói cha rồi để đi. Đây đây. Rồi chị Hai à. Để con đưa cho con Hai cái tô đi. Rồi, để rau vô. Để rau vô đi rồi em để bún. Để dừa dừa thứ hai, còn bún rồi nó thịt đồ. Cái một chút nhiều lắm. Quá trời rau luôn ha cô Hai. Rau ngon quá trời ngon luôn á. Cái ừ, cái hẹ nữa đi. Trộn trộn lên có này có kia, có đầu có đuôi. Rồi, để Hai vừa thôi. Ớt mình để hòm mình ăn rồi mình thả bỏ vô ha cô Hai ha. Nấu bếp với chị Trang phải hấp dẫn dữ ta. Ngon không? Nấu không? Bún ngon thái. Có cả thịt bò con nghiêu. Dũng Tư nhìn thèm chưa Dũng Tư? Quá thèm. Đau nấu bụng nữa. Thay là nơi.
bún ngon quá. Con bún cũng khô gà. Con bún cũng ngon. Cái bún thấy cái cọng nhỏ thôi. Thấy không? Cái khuôn của người ta làm. Đây, để con để tô bún ra phía trước cho cô hai. Nè con. Dạ đây. Con để ra. Cho nó hấp dẫn. Nằm lẹ lẹ còn ăn nữa. Trống trộn nha lên ha. Nhắm khả năng tô này nổi không thấy Ngọc. Dư sức luôn chị Tư ơi. Dư sức giờ luôn. Giờ này đói bụng rồi. Giờ này là đói bụng rồi. Đói bụng rồi. Rồi quá trời luôn rồi, rồi. Một tô đây. Luôn. Đói bụng rồi làm cho tô đầy luôn. Tô đầy đi. Sáng giờ không có ăn cơm. Chờ con uống đây. Cần nhờ giao cần nhiều chị hai. Chị vợ có hai ba ra nhỉ ra còn thịt cần đâu nó còn không. Của con cô hai để giao ít thôi. Để họ còn để thịt nhiều. Cũng vừa là phải thôi. Vừa chứ đâu có nhiều. Thịt nhiều thì Ngọc nó. Của con là cô hai để giao ít thôi. Để họ con hai thịt nhiều cho. Con giảm cân lại. Rồi giảm cân. Dạ. Của con là họ phải thịt nhiều nha cô Tư. Rồi hả mẹ. Rồi sắp rồi, giờ cô mẹ để người con... tô tượng luôn hả? Cho một người một tượng đi. Chuẩn bị ăn nè. Trời ơi mấy con gũi nó đeo kìa. Nó chứng nó tính là nó ăn một quay ăn quần đó chị. Mẹ ơi vậy nhúm lửa lên không? Nhúm lửa mà để nóng lên rồi, để trời lạnh cho. Dạ dạ, để con dẹp ở đây. Dạ, con để bút bánh đây, cô Tư để thịt vô nè. Dạ. Rồi giờ mình để thịt vô. Trước tiên thì để chả. Chả. Tôm. Hai con tôm. Được hai con tôm luôn hả cô Tư? Hai con tôm con ơi. Rồi nghêu nữa. Ăn cho nó đã luôn. Nghêu. Nghêu thì hơi nhiều nhiều chút. Rồi con này. Rồi tới mực luôn. Thịt. Này là thịt tái. Thịt tái mình banh ra. Banh ra chút cho nước thiệt sôi để vô là thịt tái lại là ăn. Rồi nè Ngọc ơi, để qua đây đi con. Con nhận cái tô này, để con truyền cho cô Tư cái tô khác ha. Rồi. Đây. Rồi, phụ luôn cho anh. Rồi để em sắp vô tô đi, gần chút chị phụ bưng lại để nước đồ vô. Ừ. Rồi, để nghêu vô. À quên tôm nữa chứ mà. Lỡ rồi. Để nghêu trước đi. Ủa sao cái này mình sắp nhiều nhiều con tôm nè, cũng đụng với cô Tư. Cô Tư sắp lại tôm nữa. Nhiều tô quá để chia cho đậm con ơi. Dạ. Để em hỏi người có người không. Rồi mực nữa. Rồi lấy thịt để vô. Thịt này buổi sáng sắc là cả một con bò nữa chứ. Ồ thịt bò đó tươi. Thịt thiệt là đẹp thịt ha. Sắc nó cũng khó lắm. Nó vừa. Của người ta sắc mỏng rồi ta sắc mái. Còn sắc tay với em sắc nó lâu lắm. Dạ. Chắc phải đập miếng thịt cho nó mềm. Sáng tất cả buổi luôn chứ ha cô Tư ha. Rồi đây. Dạ, con mặn cái này. Nè. Rồi chị ngồi chơi chút đi. Em để vô xong rồi phụ để lại. Để nước đồ vô. Không quyền không vô bếp rồi. Nước sôi rồi. Nước sôi ầm ầm. Trời ơi con tôm này ngon. Chị để thịt trên đó. Để em sẵn tay nè. Đây được một tô nữa rồi nè. Anh ơi à. Đem tô lại đây múc nước nè. Cho lửa nước nó sôi thật sôi lên. Cái đi múc coi là cho nó chín thịt tái nè. Để em cho nước nó sôi lên mạnh lên. Rồi đặng lên nó cha tái thịt chứ không vậy cha. Rồi múc đổ vô, này là bún thái. Bún thái có thịt bò à. Thôi nghi ngút luôn, ngon quá. Thấy là đói bụng rồi đó Ngọc ơi. Ây dạ trời ơi, nóng á. Dạ không, để sao, để cô Tư ấy con ơi. Cô Tư né mới được con ơi. Né nó cô Tư ơi. Nước nóng mà.
hay là cô hai cầm giúp con tô của con được không? Con bưng cái tô nóng này lên trên. Không, không, con ấy qua đây cho dạ. 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 Tư bưng con ơi. Dạ rồi. Rồi, vừa vừa thôi đây. Vừa thôi, quá nước rồi bưng nó đổ. Nè anh này. Đợi cô Tư cầm hồi nóng ạ. Nóng đấy của con nha. Ờ, cô Tư phải xay qua phía bên có miếng thịt nè. Bông để đúng thịt ra ngoài. Dạ, đúng rồi. Cô Tư múc, cô Tư chế nước chế sôi ngay miếng thịt cho đúng chín nha cô Tư. Đúng rồi, thịt tái đó. Quá đẹp luôn. Cô Tư ấy là cô Tư bị chế vô tay cô á. Bún thái đó con ơi. Bún thái hải sản thơm ngon, mời bạn ăn nha. Bún thái hải sản. Đây này ai bưng? Dạ. Diễn Tư bưng. Mời Diễn Tư bưng cho con ơi. Dạ. Nó nặng quá con bưng. Để con lấy cái tô kia nữa. Đây nè là nó. Ồ, cái này có chị Hai hả? Ừ. Cô Hai ơi, còn một tô nữa nè cô Hai. Ai cũng như nhau ha. Ồ, cái này vô thịt nhiều quá. Dạ. Vô xả. Còn mấy cái con nghêu này nhìn nó nè. Ú nu luôn. Nghêu này mập ha. Dạ nghêu này mập nè. Đây nè anh ơi. Ý con mực này nó có trứng đó hả cô Tư? Ừ à, mực trứng luôn con. Dạ. Cái tô này nó có trứng ở trong đây nữa nè. À anh ơi. Ồ vậy là chị Hai. Chị Hai ra. Trời chị Hai trước rồi. Rồi. Con đi trễ chuyến đò rồi. Trễ chuyến đò rồi đó. Con nói chuyện là con trễ chuyến đò đó. Rồi để con đi chuyến đò sau đi. Ồ có thịt à. Nóng quá. Nóng quá lửa này nó cháy táp ra ngoài hả? Để xích lo chút thôi. Là chưa cô Tư? Rồi cái này ai bưng? Dạ để con bưng cho. Quyên ơi, lỗi Quyên ơi. Rồi, tới con. Con hết rồi con? Dạ hết rồi. Dạ hả? Chuyến đò cuối cùng. Múc hơi cũng mệt luôn. Mỏi tay luôn. Cái tô nó nặng quá hay cô Tư ha. Nó nước cho nó thiệt sôi nè, tên nó tái cái thịt tái này nó mới ngon nè. Ô trời ơi nè. Ôi cái tô này nó quá trời ngon rồi. Cái này của ai cuối cùng nè. Con nhận đi chở chiếc đò này cho. Hưởng sấy rồi. Hưởng sấy luôn. Nói vậy cho cô múc lấy ngay cô. Cô múc lại thêm để vô. Quá trời. Nó ngon. Xong rồi, chia muỗng đũa ra hai ơi. Thôi thơm quá mẹ ơi thôi. Thôi kết hợp mới thôi. Đây, chia ra đây. Đây, cho mẹ Hai với Ngọc cái dĩa đựng. Bữa nay không phải là đựng xương mà đựng vỏ nghêu. Nghêu. Dạ. Này cô nấu bún hải sản, bún thái. Đây, trên muỗng nè. Bún thái hả? Bún thái hải sản đó con. Dạ, cảm ơn mẹ. Ngon quá rồi. Ê, Út ăn nhiều quá à. Hả? Ủa, chai đấy. Chai không thích ăn nhiều hả? Mời cả nhà cùng ăn bún thái hải sản với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn bún thái với con nha. Mời cha rồi, mẹ. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn bún thái hải sản. Mời Tư, Tư, Diễn Tư.
dựng tư cô hai chị sau ăn nha. Mời mấy hai nha. Giờ mình để ớt nha. Bớt ra đây đi. Em sẽ cho ớt lại. Tại vì rồi cô cũng thích ớt nữa. Dầm luôn. Dầm luôn cay cay mới ngon. Thôi cho gấp cho bớt đi chơi. Cái này là để cho ăn mà. Cái này là chủ yếu là trang trí. Cái đó tùy 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 ai cảm thấy mà ăn ớt ngon thì ăn à. Mẹ cũng thích cay cay á. Bữa nay cha can đảm quá. Y cái con nghêu của con được hai cái bên luôn nè. Thôi. Nó hai thịt đó. Rồi. Trộn lên cho ngọt nước. Quá trời cha cho con nghêu nè. Nghêu sọt anh. Trộn lên ngon quá. Ngon quá Ngọc. Ăn sọt cũng không được. Cũng thay ra. Cha con là chỉ ăn hải sản nhưng mà kiểu như là mực tôm rồi đó. Mấy con mà khép khép miệng là cha con ăn không có được. Thịt chín nó trơn luôn, ăn ngon quá. Thịt về nó ngon nè. Về nó chín mềm á. Rau ở dưới nó chín luôn rồi nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với con. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn. Mời cả nhà cùng ăn. Nó ngọt quá Ngọc ơi. Cái nước nó ngọt. Cái này là nước ngọt hầm xương á cô ha ha. Này cô nấu nước ngọt hầm xương bò. Dạ. Ngon ngon quá mẹ. Quá thì ngon. Lâu rồi con phải ăn con nhiêu hai thịt này mới được. Con Ngọc đặc biệt ha. Được cô Tư ưu tiên liền. Ưu tiên hiền nhiêu mà tới hai mặt luôn á. Lạ à nha. Hai gột. Mẹ cái thịt bò á. Ui gần ngon ghê. Mẹ mua cái gân với lại cái xương mẹ nấu cho nó ra cái nước ngọt đó. Dạ. Chị hai bào con muốn ngon quá. Cái gân nó mềm ngon. Thịt nghêu ngọt quá à. Mà con nghêu nó mập ghê luôn á cô Tư ơi. Ừ. Chị hai bào con muốn hay là gì? Chị hai với Ngọc. Cái bào giờ không phải con muốn. Mà là cái chuối, gì đó bắp chuối. Trời ơi nói lộn. Bắp chuối. Nó giống giống nhau vô đây dễ giống nhau hết trơn à. Vô đây là nó hòa quyện vô một con hết rồi. Ôi thịt bò cô hai cô Tư nên mềm quá nè, không có bị dai. Mềm ngon. Sao thấy cảm nhận sao cô Tư nấu ngon không? Dạ ngon. Ngon quá trời luôn. Thức dùng chua chua ngọt ngọt nữa cô Tư không phái vậy lắm á. Bún Thái vậy á. Bữa nào cô nấu cái bún gì cũng Thái, nấu kiểu Thái nữa mà có nước cốt dừa nó lẩu. Lẩu Thái tôm dùm á hả cô đúng Tư? Đúng rồi, đúng rồi. Hôm bữa con có nấu nè ngon. Cũng cũng vậy nè mà mình thêm nước cốt dừa á con. Dạ nó béo ngon lắm á. Rồi để bữa nào cô nấu. Mà nấu đó phải đậm đà á mẹ. Ừ. Con ngực ngon ngon lắm Ngọc. Con mực nó giòn rụm à. Dạ để con thử xem. Ăn như một em chờ em trụng em ăn vậy đó. Chị thấy ăn rồi nó giòn ngon lắm. Chứ nó đâu có lạc thịt đâu. Ừ. Cắn nguyên cái thân một cái đã. Nhà mèo tao cho mẹ miếng thịt nè. Có la nữa nghe. Nè, nhiều người không biết nói nấu vậy thịt nó lạc đó đừng có lạc nó giòn ngon lắm. Ngon thiệt á. Nó ngọt thịt lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà nếu á mà bỏ vô trực tiếp cái nồi nước súp á là cái nồi nó sẽ bị đục, nó đục. Mà mực á là vừa chín là mình ăn chứ để thôi nó mềm quá. Dạ. Có nhiều lần mẹ nấu mẹ rút kinh nghiệm mà để hơi lâu cái nó bị mềm không ngon. Mềm không ngon. Vậy vừa ngon nữa hả? Mà mốt là con học được cô Tư là con nấu được nhiều món nữa. Học có nghề làm neo giờ có nghề nấu ăn nữa hả? Quá chưa sáng luôn. Ngon quá, cái nước ngon quá mẹ. Ngọt hanh luôn á. Cái tô ngọt ngọt. Học như cô Tư cực lắm luôn à. Cho mèo nó miếng thịt con này. Nãy mới cho ăn hết rồi kìa. Cho nữa ra. Nó ăn hết rồi nó kêu nữa. Này nè. Bữa nay sao kỳ vậy chứ. Cho nó tôm á cha. Ừ. Cho nó ăn thịt đi. À nè. Tại cái mùi này hấp dẫn nó quá à. Nó chỉ ở đây nó kêu nó không đi nổi nữa. Nó nghe cái mùi mà cá với lại mà thịt á. Nó khoái dữ lắm. Em nghĩ chắc nó nghe cái mùi nghêu này nó thèm quá chị. Ừ. Cô tính á là nặng chân là nặng chân vô là nhưng mà nó chua rồi vừa ăn rồi nó vừa ăn lắm luôn rồi quá mẹ nấu me nè chua chua bằng me vừa
Cái thịt bò này nó mềm ngon quá trời ngon luôn á. Bò mà hầm nước này nè. Giống ngoài tiệm con ăn không? Dạ nó ngon hơn luôn. Ngoài tiệm này dễ như băng. Ngoài tiệm là tại vì trong nước thịt nhiều đầy lâu. Đánh gia vị hơn mình. Dạ đúng rồi. Cái tiệm của cô Tư đặc biệt quá. Cô Tư là nấu đặc biệt lắm. Cô Tư, tiệm của cô Tư biết giờ mỗi ngày một món. Mỗi ngày một món là mỗi ngày một món ngon nha. Bữa nay không có thằng Bi với Hương nha. Thôi món này là thằng Bi là nó hấp hết nước luôn á. Để em ăn phần của Bi cho. Xong rồi em sẽ bảo với Trộn thịt lên hai. Chị ăn thịt bò, em cho thịt bò nè. Ăn thử thịt bò nha. Hai. Ngọc có nhiều nó cưng ăn gấp thêm nha. Dạ. Em chứ em ăn thịt ít ít à. Cái chả này giống chả trong bánh ướt này đúng không chị? Chả này chả thịt mình ta chiên á con. Chả này là ăn bánh ướt được, ăn bún riêu được, hoặc ăn bún này cũng được, bún mắm được cũng em được. Em hay thấy trong bánh ướt á. Ừ đúng rồi. Nhưng mà nấu vậy có vẻ là hợp hơn là ăn với bánh ướt nào. Mà cái này bánh mì tao cũng để chả này nữa. Dạ. Có nhiều để vô ăn ha, nhiều giòn quá. Ăn cho ăn được. Không có sáng rồi. Không ăn. Không có, gặm rửa sạch lắm anh ơi. Nó không ăn được. Mà cho sạch. Ảnh hải sản, ảnh không thích. Cái con như là ốc biển rồi nghêu rồi cho ăn thích. Nhưng mà cái con cua rồi, cua hoàng đế. Cua hoàng đế rồi. Tôm hùm nữa. Tôm hùm Alaska luôn. Dưỡng thư lắm. Ừ. Cũng có về ăn rồi. Chị ơi, bà cụng ngồi kế em luôn nè chị. Trời ơi. Chờ đợi hả? Bà cụng đang ngồi chờ đợi rất nhiều luôn. Đây, cho một miếng thịt luôn. Công ngồi chờ đợi nãy giờ luôn. Quá trời ngon rồi. Ủa, có miếng viền nữa. Nóng nó thơm. Cái nước nó ngon quá trời ngon luôn á. Nó bún thái rồi con. Thể thư gừng, có viền, có xả rồi nó thơm. Con tôm này nó tươi xanh luôn nè cô Tư. Còn nóng hổi luôn. Hình như cái này hồi nãy cô Tư có xào qua đúng không? Ừ, cô Tư lột rồi, cô Tư xào cho con tôm nó thấm lại, nó săn lại, nó ngon. Nó săn con tôm mà ngon lắm nè. Nó không có bị bở con tôm như là mình nấu không á, mà nó bị bở á. Xào lại cái màu nó đẹp hơn luôn. Dạ đúng rồi, nó lên màu đẹp hơn. Mà nó thơm hơn nữa hả chị? Bữa nay trời nóng ha. Cấp gà trời muốn lập đông hay gì hết cha. Sáng nó hơi lạnh lạnh. Đúng không? Sáng nó chưa lạnh. Lập đông. Nhưng mà hồi sáng chị có thấy lạnh lạnh không? Cũng có. Sáng cha mẹ thức sớm quá vậy hả? Sáng cha mẹ thức sớm phơi đồ hả? Mẹ mới có 4 giờ sáng à. Con thấy cha với mẹ lợn cầm phơi đồ, giặt đồ phơi đồ. Thức dậy sớm là thôi, thời gian đó làm gì đi phơi đồ được chứ. Cha giáp lớp còn sớm nữa, còn trễ nữa. Còn 2 giờ nhiều nè. Như nước nhiều nó ngọt. Nó ngọt thanh á, ngọt. Trong cái nồi nước lèo này là gia vị. Con mực nó ngon quá. Nước mực à. Được không mẹ? Nước ngực. Nước mực rồi nước nghêu. Nước tôm. Đủ thứ. Đủ thứ hết. Còn tôm nữa là chứ. Tôm thái hả? Rồi, còn nữa con. Tôm bỏ cho cha đi. Mực lâu không? Cái con mực này á là mực ống hả mẹ? Mực ống. Nãy Ngọc ấy có trứng hả Ngọc? Dạ có trứng luôn hả chị. Cái con mực nai với con mực ống nha, ngộ cái trứng nó sẽ khác nhau á. Con mực trời ơi, thạch mèo. Trời ơi, đây nè, cho con miếng nè. Rất hiểu hả? Quá trời xinh rồi. Thấy mình ăn ngon rồi xinh rồi. Cho nó nguyên con tôm mà cho nó không ăn. Nó ngủ, nó không ăn. Con đen nằm ngoài lộ ngủ gục rồi kìa. Đen có muốn ăn miếng mực không Đen? Đúng rồi, chút nữa đi nha. Rồi cho nó con. Hồi đó lấy cái to thao á, cho nó ăn luộc chung với bò sữa luôn. Dạ. Nó biết rồi ạ, tới giờ ăn. Chút nữa cái thao cho nó ăn. Gì thạch meo này. Đừng có dục được á. Nó ăn được. Ngon hả? Ngon. Đổ mồ hôi luôn. Chưa bụng rồi chị hai, không chịu ăn cơm, chưa bụng rồi để ăn bún. Quá ngon. Rồi đói giờ nó ngon, nó ăn được nhiều. Cái chả này ăn trong đây ngon thiệt.
ngon hơn ăn với bánh nướng đó chị. Ừ, đúng nè, đúng nè, đúng cái bài của nó đúng, rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Cái chả ngon. Chả ngon ghê luôn á. Ừ. Mà thường thường con thích ăn mấy cái đồ nước nước này là có một là bò viên hay là chả này kia. Ừ. Nó nóng nóng mình hấp nó đã hả chị? Ừ. Anh làm em cho con được không? Con ăn không? Con ăn đi. Ôi ôi, ngon rồi đó. Để con yêu. Ăn đi nha. Nó thấy la làng vậy đó. Nó ăn hết nó kêu à. Mà tôi ngộ nha, tới chừng mày con để cơm cho nó ăn là nó không ăn, để vô thao á. Còn để ý thì xe nào mà đậu chút xíu là nó leo lên cái vỉa hè. Vậy hả? Ừ. Hồi sáng nó đậu lên xe con ngồi đó cô Tư. Mình vô cái đậu xe đó rồi là nó nhảy lên xe nó ngồi. Em cái Ngọc vô là nó bỏ xe của mình qua xe Ngọc nó ngồi. Rồi anh đi chợ về, chán cũng đi chợ nữa. Đậu cái xe lại là nó cũng leo lên nó ngồi. Nó nhanh lắm. Dương Tư hết trước để ý với em ở xa em đâu thấy đâu. Mà xe phải đậu đậu đó không sao không? Chiếc xe gọi Dương Tư đi về đó, đi tuốt bên kia mà nó cũng chạy theo nó leo lên đó. Nó canh là xe nó mới vừa đi về là nó lên nó nằm à. Ừ. Nó làm có mùi hả? Leo lên nè, nó dơ cái yên đó. Mày phá hoại hay không mèo? Quá trời đồ ăn trong một cái tô luôn á cô Tư ơi. Từ sáng tới giờ đó. Ăn chừa hao đi con. Dạ. Này hồi nãy là em có chụp hình rồi em gửi cho Bi á. Cho Bi nhìn Bi thèm chơi luôn. Bi bữa nay chảy nước miếng. Ủa chiều nay nó không vô hả? Chiều nay nó mất học rồi. Đừng như thế đi học. Cái tô này là tô siêu đặc biệt. Ở ngoài chợ đặc biệt đâu cỡ cô Tư đâu. Ở ngoài chợ tô này là bán nhiêu anh? Dạ cái tô này ở ngoài chợ là nó có một hai con tôm với một miếng thịt, hai ba miếng thịt gì đó, hoặc là một củ huyết nữa là 40 ngàn. Có ngày mẹ làm nhiều không? Bán mắc lắm nhưng mà không ai mua được không? Cô Tư bán lỗ. Cô Tư bán lỗ à? Ừ, mà ở chợ nấu có huyết nữa hả Ngọc? Dạ có, ở chợ nấu có huyết nữa nha. Heo. Nhưng mà tại vì cũng ngoài chợ đâu có mực giống như mình đâu, cũng đâu có con vậy là người ta nấu người ta phải thế. Con mực con nghêu. Con nghêu không có con nghêu này luôn. Ừ. Còn mình nấu hải sản mà. Biết không? Dạ. Mình nấu hải sản cho nên nó đầy đủ. Thế là nấu cái vị nước chua chua ngọt ngọt là bún khái ha. Dạ. Cái này mình nấu như lẩu được không ta? Được không? Lẩu thì chắc là nấu heo cái đem đậm hơn thấy mẹ. Đậm hơn rồi thêm khác, gia vị khác nữa, gia vị khác. Là tại vì khi mà ví dụ mà mình ăn chung trong gia đình đó, mà bữa nào mình ăn tiệc á, mình nấu một nồi lẩu bự luôn rồi mình ngồi xung quanh á. Được con, cái này mình làm nấu bắt nồi lẩu lên ăn cũng được. Dạ. Đằng nữa là con học, con về con nấu. Bữa nay nghe cái món này hai ăn được ha. Con hai ăn trước con luôn à. Mà gần út rồi nó tôm hử thấy trần. Ăn nữa em cho nè. Thôi. Bây giờ ăn tôm không à? Cho ăn tôm đã luôn. Tôm này ngon lắm, tôm này dai nè. Con thì không thích ăn tôm lắm. Ồ, giờ giá nè. Nổi lên. Quá trời bò trong tô của con luôn nè cô Tư ơi. Đặc biệt bò. Mình tái như thế này thịt bò nó mềm á, nó vừa mềm luôn. Rồi nó cái không nó ra nước ngọt cái tô mình. Luôn. Dạ, nó không có bị dai. Nó không dai mà cái tô nước của mình nó ngọt luôn. Dạ. Đổ mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi. Không có gió. Mấy này gặp mưa rồi. Nấu cũng bò. Anh cũng để thịt tái rồi, ngọt.
phở cũng vậy, có thịt tái nó ngọt. Con nghiêu được cái vỏ à, cái thịt nó có xíu à. Cái gì chứ con nghiêu này là nó mặc rồi đó chị. Còn cái loại ốc hến nè với nghêu sò á, nó vỏ bự lắm, vỏ bự lắm. Mà cái thịt về là nó tròn lắm rồi nè, nó cuốn rồi nè. Không có bị ốm thịt đâu. Mua mấy con này ăn hao. Vỏ nó dày quá trời. Nhưng mà nó lại ngon ha. Hồi đó ăn được con này nè, đâu có bỏ cái vỏ. Đem cái vỏ đi sắp. Sắp làm đường đi. Hồi xưa mình trong mình quý cái này lắm nè. Nay ăn mấy cái ốc biển là người ta để dành vậy lắm nha. Dành vỏ. Có người ta lót nguyên một cái đường là cái sầu huyết á. Ê, bữa nay mình đem đi lót đường cho mấy đứa này nó chạy xe. Nhưng mà cái này trơn. Chứ con sầu huyết á nó mới bám hả chồng. À mấy cái con đường mà người ta lót bằng sầu huyết không, từ trong ra ngoài luôn hả chị. Nhìn đẹp lắm. Vỏ sầu huyết á. Vậy bữa nào ăn nữa đi con, rồi làm lừa đường đi. Vậy mình tích tích mấy cái vỏ này ha cô Tư ha. Ở ngoài biển đó, người ta làm mấy cái quà lưu niệm á, là từ mấy cái vỏ sò, vỏ nghêu nè, làm chuông gió á chà. Chuông gió rồi có khi em thấy người ta làm bức tranh nữa, làm con này con kia nữa. Hay lắm á, người ta làm hay thiệt. Là dán keo. Quá ngon. Quá ngon luôn á. Ăn chả nữa không? Dễ cho Ngọc. Dạ không. Mẹ ăn không? Ừ, để rồi mẹ ăn. Thôi. Nó đòi tôm nữa sao? Đây. Nhìn ngao ngao cái là tôm tôm hả? Mẹ cho nó ăn nguyên một con luôn á. Này là con. Nửa tôm. Nó là nó ăn đồ ăn không mà. Nó không có chịu ăn cơm đâu mẹ. Con để cơm á là chó nó ăn thôi chứ nó không ăn. Nó khôn lắm. Quá ngon bữa bún thái hải sản quá chừng ngon. Quá chừng đổ mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi giờ này ăn đổ mồ hôi. Ăn nóng đập đập luôn. Ăn lúc nó còn nóng á nó đổ mồ hôi. Quá chừng một tô luôn. Còn mấy cái đồ này là chiều là ăn được nữa nè. Chiều hầm lại là ăn tiếp được nữa là khỏi. Chiều nay là đâu có ăn cơm. Chiều nay rồi sáng ăn sáng được luôn. Nấu một nồi luôn mà. Mẹ nấu là mẹ nấu nhiều vậy đó. Ăn vậy chứ mỗi lần nấu cũng chết. Từ sáng cho đến chiều, gần chiều mới được ăn. Xương đồ ngọt cũng chết luôn. Mà nấu hết tết rồi ổn lắm. Mà nhà mình ăn bún cũng xong rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nghe cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.